Ma thuật đen của Real Madrid khiến máy tính cũng phải chào thua. Real Madrid có một khả năng độc đáo là luôn biết cách giành chiến thắng trong những tình thế không tưởng ở Champions League, kể cả khi các thống kê đều chống lại họ. Có một câu nói nổi tiếng của các Madridister, 90 phút ở Bernabeu rất dài. Sau thất bại 0-2 trước Inter ở trận lượt đi UEFA Cup 1984-85 tại San Siro, tiền đạo Juanito của Real Madrid đã dịch cụm từ ấy sang tiếng Italy để phát đi thông điệp đe dọa đối thủ đến từ Serie A. Juanito đã giữ đúng lời hứa. Madrid nhanh chóng giành chiến thắng 3-0 ở trận lượt về trước khi nâng cao chiếc cúp trong trận chung kết diễn ra sau đó. ADN của Real Madrid. Cách đây một tuần, các mặt báo Tây Ban Nha bình luận rằng Real Madrid không bao giờ chết ở Champions League. Nhiều người cho rằng đó là nói quá. Tuy nhiên, khi khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Simon Mancini người Ba Lan vang lên ở trận lượt về trên sân Bernabeu vang lên, câu nói ấy lại chính xác một cách lạ lùng. Vẫn là những phút cuối, đội bóng áo trắng bị dẫn bàn, phải tìm lên để tìm cách gỡ hòa. Họ có được bàn gỡ, rồi nhanh chóng vượt lên dẫn trước. Đó là một kịch bản rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá châu Âu ở năm 2022 khi Real liên tiếp lội ngược dòng trước PSG, Chelsea và Man City. Rạng sáng ngày 9 tháng 5 năm 2024, kịch bản ấy lại tái hiện một lần nữa. Lần này, đến lượt Bayern Munich chịu chung số phận với Man City. Họ có bàn dẫn trước, duy trì lợi thế về mặt tỷ số đến tận phút 88 nhưng sau cùng, Los Blancos giành chiến thắng 4-3, theo đó giành vé vào chơi trận chung kết Champions League. Đôi khi những phân tích hợp lý cũng có thể trở thành sai lầm, đặc biệt là khi nhìn vào lịch sử của Real Madrid ở giải đấu này. Opta có dữ liệu về chỉ số bàn thắng kỳ vọng, XG, tại UEFA Champions League kể từ mùa giải 2010-11. Theo thống kê, Real đã thua nếu xét về XG ở 25 trận đấu loại trực tiếp khác nhau. Tuy nhiên, đáng chú ý là Los Blancos chỉ thật sự nhận thất bại ở 9 trận trong số đó. Còn lại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 10 và hòa 6. Nói cách khác, về mặt lịch sử, Real Madrid có nhiều khả năng thắng một trận đấu mà theo máy tính phân tích, họ đáng lẽ phải thua. Real chỉ có tỷ lệ thua 36% trong những trận mà đối thủ tạo ra cơ hội ghi bàn tốt hơn họ. Không câu lạc bộ nào ở châu Âu sở hữu thành tích tốt hơn đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Philology. Nhắc về Real là phải nhắc đến khả năng chịu trận phi thường trong việc hấp thụ một thế trận bị ép sân kinh khủng và sau đó dựa vào các siêu sao để tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu. Đã có rất nhiều ví dụ về điều đó. Năm chức vô địch Champions League gần đây nhất của Real đều chứa đựng những khoảnh khắc mà một hoặc nhiều cá nhân đã giải cứu đội bóng. Mùa giải 2013-14, Real phải cần đến bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của Sergio Ramos để đưa trận chung kết phải bước vào hiệp phụ với Atletico Madrid. Sau đó, đến lượt Gareth Bale thể hiện màn trình diễn chói sáng trong hiệp phụ để giúp Madrid giành chiến thắng. Năm 2016, kênh trắng lại đánh bại Atletico và lần này là trên chấm phạt đền. Ramos lại là người hùng ngày hôm đó, dù bàn thắng gây tranh cãi vì lỗi việt vị. Trận lượt về hoành tráng với chiến thắng 4-2 trước Bayern Munich vào năm 2017 còn rõ nét hơn với 3 bàn thắng điên rồ chỉ trong 7 phút hiệp phụ, trong đó có cú hat-trick của Cristiano Ronaldo. Năm 2018, quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 98 của Ronaldo đã giúp Ronaldo giành chiến thắng trong trận tứ kết với Juventus. Gianluigi Buffon thậm chí tức giận với quả phạt đền đến mức bị đuổi khỏi sân. Mùa giải 2021-22 thì đã quá rõ ràng. Ở cả 3 trận đấu với PSG, Chelsea và Man City, Real đều phải rượt đuổi và thoát hiểm thành công. Đến trận chung kết, Thibaut Courtois đã thể hiện một màn trình diễn để đời với 9 pha cứu thua. Nhiều nhất trong một trận chung kết Champions League. Thật khó để đo lường khía cạnh tinh thần trong bóng đá bằng những con số. Tuy nhiên, kể từ mùa giải 2010-11, Real Madrid sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cơ hội tốt hơn bất kỳ đội nào khác với 56% tại vòng loại trực tiếp. Nói cách khác, vào những thời điểm quan trọng nhất, các ngôi sao của đội bóng áo trắng thường rất ít khi phung phí cơ hội. Tuy nhiên, không chỉ ở hàng công, khả năng phòng ngự vượt trội cũng là một trong những yếu tố mà Madrid cũng làm tốt hơn bất kỳ ai khác. Không đội nào trong lịch sử Champions League có hiệu suất phòng ngự tốt hơn trong nhiều trận đấu như Real Madrid khi bước vào vòng loại trực tiếp.
trong 38 trận đấu loại trực tiếp khác nhau, Madrid để thủng lưới ít bàn hơn những gì mà thống kê từ máy tính cho rằng họ phải nhận. Ngày trước, huyền thoại Gary Lineker từng có câu nói kinh điển rằng bóng đá là trò chơi của 22 cầu thủ với một quả bóng, nhưng kết quả chung cuộc chỉ có một, người Đức là đội chiến thắng. Trước trận bán kết với Bayern, cụm từ người Đức đã được cây viết Oliver Hopkins của Opta thay bằng Real Madrid. Sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel cay đắng thừa nhận có lẽ phải 100 năm nữa thủ môn Manuel Neuer mới lại mắc phải sai lầm như trong tình huống bắt không dính bóng dẫn đến bàn gỡ hòa của Jose. Trong khi đó, Thierry Henry lại tỏ ra không ngạc nhiên khi chứng kiến Real lội ngược dòng, đây là những gì họ làm. Chẳng có chút may mắn nào trong đó cả. Nó được gọi là Real Madrid. Chấm hết. Việc lội ngược dòng trong bóng đá chưa bao giờ dễ dàng. Nếu xét đến hoàn cảnh là một trận đấu lượt về ở vòng knock-out của Champions League, khi trận đấu chỉ còn hơn 5 phút thi đấu chính thức, mọi chuyện lại càng khó hơn gấp bội. Tuy nhiên, Real Madrid làm điều đó nhiều đến mức một huyền thoại như Thierry Henry còn chẳng phải cảm thấy ngạc nhiên. Ma thuật của Los Blancos là biến điều tưởng chừng có lợi của đối thủ trở thành một nỗi ám ảnh vô hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.